Các bác sĩ tại Bệnh viện Maggiore ở Bologna, Ý nhận thấy rằng vào những ngày có mức độ ô nhiễm không khí cao, hàng loạt bệnh nhân đến khám tại phòng cấp cứu với các triệu chứng rối loạn nhịp tim. Rối loạn nhịp tim xảy ra khi các xung điện trong tim bị trục trặc và khiến tim đập bất thường, gây ra các triệu chứng bao gồm rung rinh ở ngực, đau ngực và chóng mặt. Họ nghi ngờ rằng những lần xuất hiện này có liên quan trực tiếp đến mức độ ô nhiễm không khí. Trong một nghiên cứu được trình bày tại Đại hội Khoa học của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu ESC, các bác sĩ đã theo dõi 146 bệnh nhân đã được cấy máy khử rung tim cấy ghép ICD, một thiết bị y tế được sử dụng để ngăn chặn tình trạng ngừng tim ở những bệnh nhân có nguy cơ tính mạng. Tạo loạn nhịp tim, các bác sĩ cũng theo dõi mức độ của các hạt vật chất, một số liệu về ô nhiễm không khí để đo số lượng các hạt có thể hít vào trong không khí. Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự gia tăng đáng kể chứng loạn nhịp tim khi mức độ vật chất hạt tăng lên trên một lượng nhất định. Khi nồng độ vật chất dạng hạt tăng 1 microgram trên mét khối trong cả tuần, có khả năng loạn nhịp tim cao hơn 2,4% trong nhóm mà họ đang nghiên cứu. Nhìn chung, họ phát hiện ra nguy cơ loạn nhịp tim tăng 1,5% cho mỗi lần nâng cao nồng độ vật chất dạng hạt 1 microgram trên mét khối. Theo báo cáo của Labori, ô nhiễm không khí trước đây có liên quan đến tỷ lệ đau tim và các biến cố tim mạch lớn khác. Trong một nghiên cứu hồi cứu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người sống ở những khu vực có mức độ ô nhiễm không khí cao hơn có nguy cơ mắc các biến chứng tim mạch nghiêm trọng này cao hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng ô nhiễm không khí ngoài trời giết chết 4,2 triệu người mỗi năm. Ô nhiễm không khí cũng được xếp hạng là yếu tố nguy cơ tử vong cao thứ tư, sau huyết áp cao. Sử dụng thuốc lá và chế độ ăn uống kém. Mặc dù ô nhiễm không khí đôi khi là không thể tránh khỏi, nhưng những người có nguy cơ cao bị rối loạn nhịp tim và các biến chứng tim khác có thể đánh giá nguy cơ của họ hàng ngày bằng cách kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí. Khi nồng độ vật chất dạng hạt cao trên 35 microgram trên mét khối, các nhà nghiên cứu khuyến cáo những người có nguy cơ nên sửa đổi hành vi của họ bằng cách ở trong nhà nếu có thể. Đeo khẩu trang N95 bên ngoài nếu cần và sử dụng máy lọc không khí trong nhà. Những hành động đơn giản này có thể làm giảm khả năng bị rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.